sắc nét chi tiết. Tàng bích đây. Tay vị tím các bác nhá. Tay này là vị tím. Đó. Nguồn autovol này. Điện yếu điện khỏe sửa được hết. Tàng bích. Đầu thu. Đây là phía sau này. Phía sau này là toàn phụ đề tiếng Anh hết. Đó. Khá là chi tiết cho các bác cùng xem. Đó. Nhập khẩu chính hãng nhé. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Ở trong clip lần sau thì em sẽ test thử cái sau tiếng này. Lần sau thì sẽ mời ca sĩ đến hát và test thử. Đó, để các bác cùng xem là chất lượng của cái hệ thống mic không dây này nó như nào các bác nhé. Xin giới thiệu toàn thể các bác sản phẩm mic không dây đến từ thương hiệu NBO, nhập khẩu chính hãng. Sản phẩm này thì nó phù hợp với nhu cầu sử dụng trong gia đình các bác nhé. Sử dụng trong gia đình hoặc là các bác chơi kiểu cà phê sân vườn thì cũng sử dụng được. Hôm nay thì tiếng nó khá là hay mà giá nó rất là hợp lý cả. NBO sản phẩm nhập khẩu chính hãng VM600. Đây cái hộp của sản phẩm đây. Hưng Yên một ngày mưa gió, em khui hộp ra. Có mưa nhỏ nhưng có gió, nhưng mà chưa thấy gió đâu. Đấy. Đây là giao diện NBO VM600. Sản phẩm đi theo là có một sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy. Một sách hướng dẫn sử dụng. Thì như dính liền hay sao? Đấy. UHF Professional. Tai mic, cục nguồn, dây kết nối, chống lan, tai bắn mic vào tủ máy, anten. Đó, đây là một bộ sản phẩm hoàn chỉnh. Thì bây giờ em sẽ unbox ra, quay cho các bác cùng xem nhé. Xem là cái sản phẩm này, hình thức của nó như thế nào.